Rồi chào cả nhà. Đây là phôi bà Nguyên Sám. Mình cấy vào ngày 15 tháng 3. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 4. Mình có giao hàng cho khách nha cả nhà. Mình đang review lại cho cả nhà xem. Thì mình đang kiểm tra thì tốc độ ăn tơ cũng như là hàng đảm bảo chất lượng hay không. Nếu mà ok thì mình cho xuất xưởng nha cả nhà. Làm thì không lo làm, nghe quay phim cái là anh nào cũng cười hớn hở. Đây là cái cách là lên phôi nha cả nhà. Không có quỳ thảm dữ chứ. Đúng mà tính ra cái đầu gối ba cũng cứng nha. Đi làm ba cũng quỳ. Ở nhà ngủ cũng quỳ. Đây là mấy cái lô này là lên xe đi hết nha cả nhà. Cái này thì anh em mới đóng xong. Bây giờ chờ chắc cái xe phôi xong thì mình sẽ tiến hành chắc vào là hấp. Rồi, như vậy thì mình đã review sơ qua cái cảnh chất phôi cho cả nhà xem nha. Thì, nó sẽ kết thúc cái video ở đây. Hẹn anh em trong những video tiếp theo. Và anh em có thông tin cũng như là có những vấn đề gì góp ý bên dưới hay là hỏi kỹ thuật gì đó thì cứ comment bên dưới giúp mình nha.